Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại có dịp lên clip mới để khoe với các bạn đây. Hôm nay mình mới về được một lô mic các bạn nhá, lô mic JBL. Đây, lô mic này các bạn thấy không? Nhìn cái vỏ hộp thôi đã rất là đẹp rồi. Hộp nó làm bằng bìa bóng các bạn nhá. JBL. Đây là mình đợt này thì mình về hai model các bạn ạ. Hai model này nhưng mà nó cùng series luôn, các bạn nhá. Đó chính là M60S và bên này là M90S. Đây, và mình đang xếp luôn vài cái làm cái backdrop đằng sau cho đẹp. Đây, và phải nói trên cái hộp của nó này, nhìn nó làm cái hộp cũng rất là đẹp và tinh tế. JBL của cái dòng Aeon. Cái này thì là đây này, hai là cao output dynamic, tức là độ nhạy cao. Đây là một cái dòng micro độ nhạy cao. Và cái dòng micro này là một cái dòng micro chuyên nghiệp các bạn nhé. Đây là dành cho sân khấu, dành cho sân khấu chuyên nghiệp, nhưng tuy nhiên là do cái độ chất của nó, rất là cao, nên là mình cũng mang ra đây mình giới thiệu luôn cho các bạn yêu ca hát có thể đem về để hát karaoke ở nhà. Và cái này là hàng chính hãng luôn các bạn nhá, hàng chính hãng của JBL, của cái công ty của cái tập đoàn Harman Kardon này, International Company. Cái này thì là công ty mẹ nó ở Mỹ nhá, nhưng mà đây là cái dòng này thì là nhà máy nó sản xuất tại Trung Quốc. Phải nói thẳng với các bạn luôn là nhà máy thì là sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà nó là hàng chính hãng, cũng như là Apple công ty tại Mỹ, và iPhone thì sản xuất tại Trung Quốc, vẫn là made in China. Đấy, mô tả như thế cho các bạn hiểu nhá. Đây, cái này thì nó nhiều các cái dòng tiếng Anh quá, và cái vốn tiếng Anh của mình thì mình hơi kém nên là không dịch được hết cho các bạn nghe. Đây là hộp của nó này. Và ở trên cái vỏ hộp này thì nó có luôn về cái sơ đồ của cái dạng kiểu như sơ đồ ruột của cái chiếc micro ấy. Đây này. Đây, cái này là tháo rời ra. Và đây là trên thân micro có logo JBL. Và phía dưới, đây phía sau của nó thì là có cái tem. Có cái này là cái giấy xuất xưởng của nhà máy các bạn nhá. Đây là nhà máy nó đặt tại Trung Quốc này, toàn chữ Trung Quốc thôi. Và đây là cái giấy xuất xưởng của nhà máy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bóc cả hai model này ra. Đây, bây giờ mình sẽ đập hộp bóc ra luôn cho các bạn xem. Ở phía trong hộp thì ngay khi chúng ta mở hộp ra thì có một cái như là một cái ví nhỏ bằng da. Đây, có in luôn logo JBL nhá các bạn nhá. Cái này là cái túi đựng micro. Đây, cái này để khi chúng ta sử dụng xong chúng ta cất micro vào đây và nó sẽ mới. Và một cuốn hướng dẫn sử dụng. À, có khi là mình giới thiệu bóc cả hai model này ra luôn. Cái này thì nó cùng series các bạn nhá, nên là nó giống nhau. Hai cái chiếc micro này rất là giống nhau luôn. Và nó chỉ khác nhau là cái tên model thôi. Và ở mỗi model thì nó lại có một cái đáp tuyến. Có một cái đáp tuyến nó khác nhau các bạn ạ. Đây này, cái này thì JBL M60S này, cái tờ catalog của nó khác. Bên này là M50S, M70S và M dành cho M90S. Đây là cái catalog của nó. Đây. Và đây là thân mic các bạn nhá. Đây, sau khi mở hộp ra thì chiếc micro của chúng ta đây. Cái clip này thì mình giới thiệu chung cả hai chiếc micro, nhưng mà mình sẽ hẹn các bạn ở clip sau là mình sẽ giới thiệu chuyên biệt từng cái cho nó rõ nét. Đây này, ngay sau khi mở hộp các bạn có thấy không, một cái lớp bông để bảo vệ. Đây, cái này thì hàng xịn thì nó sẽ như này các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn này, cái bông của nó này. Này, mình có thể vận chuyển đi quanh thế giới, đi toàn thế giới được và không lo cái chiếc micro ở trong bị hỏng. Cái này là cái kẹp mic này. À, và một cái điểm đáng chú ý nữa rất là quan trọng các bạn ạ. Đó chính là cái micro này là nó không có dây các bạn nhá. Đây, nó là thuộc dòng micro có dây, nhưng mà trong cái hộp này này, tức là nhà sản xuất người ta bán cho mình ấy. Nhà sản xuất người ta bán cho mình thì là không có dây. Nên là các bác mà mua cái sản phẩm này về thì các bác có thể là sử dụng, tức là sử dụng cái dây mà mình có sẵn. Hoặc là nếu mà mua thêm dây thì bên DVH Audio của mình sẽ cung cấp thêm cái phần dây cắm mic cho các bạn nhé. Đấy, cái này nó lại có một cái điểm nó lại hơi hơi khác với các cái dòng bình thường đấy. Nó lại như thế. Đây là con này là con M90S này, thì là logo JBL màu vàng. Và bên này là M60S. Hộp thì giống nhau luôn nhá. Tay mic giống nhau và chỉ khác nhau một chút thôi. Con này là có cái viền màu cam, con này là viền màu đen. Đây là logo JBL màu cam chữ trắng, và đây là logo JBL màu đen chữ vàng. Đây là mạ vàng M60S này. Về hai cái chiếc tay mic này thì nó cùng một cái series, nó cùng là dòng M nhá, nên là nói chung là mọi thiết kế thì nó giống nhau, nhưng mà về cái chất âm thì nó sẽ khác nhau. Và cái chất âm này thì nó sẽ thể hiện ở trong cái cuốn catalog này nhá các bạn nhá. Đây này,
đây là đâu M90S này. Đây các bạn nhá, so sánh nhá, cái đáp tuyến tần số thì là cái con M90S này thì là cái giải cái tần số cao từ 2 kHz lên đến chỗ này là khoảng 5-7 kHz thì là nó nổi hơn so với các cái giải tần số thấp. Thì tức là cái con M90S này là cái tiếng trung ca, cái giọng nữ ấy, cái giọng của ca sĩ nữ ấy, nó sẽ thể hiện tốt hơn là của cái con M60S. Đây M60S đây. M60S thì cái giải cao thì nó không quá nổi trội như là cái con M90S. Cái này thì bác nào hiểu về kỹ thuật thì phải nhìn cái đồ thị này nhá. Đây nhìn cái đồ thị này. Đây là giải tần số trầm này. Thì cái con M60S này thì là nó dành cho giọng nam. Những cái giọng nam ấy thì là nó sẽ thể hiện tốt. Còn cái con M90S này thì nó sẽ sáng tiếng hơn. Đây là do cái giải trung nó nổi trội hơn rất là nhiều. Nên là M90S thì là những cái giọng nữ, giọng thanh sẽ thể hiện rất là tốt. Và bên này, đây do là mình vừa nãy mình có bảo với các bạn ấy là một dòng micro sân khấu chuyên nghiệp. Thì cái này thì người ta dành cho các cái ca sĩ, cho các ca sĩ hát ở trên sân khấu. Thì ví dụ các bác mà làm phòng trà thì hoặc là karaoke thì có thể sử dụng cái loại này nhá. Đây này, đây là người ta làm cái biểu tượng cái cô ca sĩ đang đứng ở trên sân khấu ấy. Và cái vùng này là cái vùng hình trái tim này, hoặc là hình xoay này thì thành hình quả táo. Thì là đây là cái vùng thu tốt, cái vùng thu tín hiệu tốt của chiếc micro này nhá. Và đây là cái loa monitor. Cái loa monitor thì mình sẽ đặt như này và nó sẽ phóng lên. Và người ca sĩ sẽ, cái mic thì sẽ kẹp lên cọc và sẽ hát. Nó sẽ hát tốt ở trong khoảng này. Và cái loa monitor nó sẽ phóng lên theo cái khoảng này nhá. Thì như vậy thì cái tiếng micro ấy thì nó sẽ không bị feedback, tức là nó sẽ không bị bắt nhiều cái tiếng loa vào. Đấy, một cái dòng micro rất là chuyên nghiệp dành cho sân khấu. Cái này thì dành cho sân khấu và ở Việt Nam thì có tình cờ thôi nhá, tình cờ ngoài lề một chút thôi. Tức là có lần mình đi đám ma là bên cái đội phường kèn ấy, cái đội nhạc đám ma người ta cũng có lần là mình gặp người ta sử dụng cái micro JBL. Nhưng mà cái ngày đấy thì mình cũng chả quan tâm, nói chung là mình chỉ thấy là cái mic JBL nhìn hay phết. Thế là đến bây giờ thì mình mới tìm hiểu ra, hóa ra là nó là một cái dòng micro rất là chuyên nghiệp và cái chất âm của nó khá là tốt, chất âm của nó khá là tốt trong tầm tiền. Đấy, giới thiệu sơ qua về catalog rồi. Đây là hai cái tay mic này, tay mic và cái chuôi mic này, các bạn có chú ý không? Đây là cái phần giắc cắm nhá, cái phần giắc cắm này của nó mạ vàng non, nó mạ vàng non ở đây là màu vàng này để nó đảm bảo cái tiếp xúc điện ở đây rất là tốt và sẽ không bị oxy hóa theo thời gian. Đấy, tay mic này. Tay mic của nó nhìn đây, các bạn nhìn này, tay mic rất là thon và gọn. Đây cầm này, cầm gọn cực kỳ luôn. Đấy, tay mic rất là nhỏ, cầm nó vừa tay các bạn ạ, nó rất là nhỏ và nó vừa tay, đầu thì tròn. Đúng là một cái dòng đẳng cấp dành cho sân khấu chuyên nghiệp. Và hôm nay thì là mình cũng đã chuẩn bị luôn một chiếc micro ở trên giá, và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị test cho các bạn. Và đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc micro JBL MS90 và kẹp sẵn lên trên giá. Cái này thì các bạn có thể cầm tay nhá, cầm luôn vào tay hát, hoặc là đây là mình kẹp lên trên giá để cho nó giống cái kiểu như là chuyên nghiệp một chút. Và hôm nay thì là mình sử dụng thiết bị là có một đôi loa, vẫn cái đôi loa full hôm trước quay clip vẫn để đây, và một cục đẩy Yamaha và một vang số WeWork 4K. Vang này thì cái tiếng vang nhại khá là hay. Rồi ok, bây giờ thì mời hôm nay lại nhờ anh Tèo hát test cho một đoạn nhạc karaoke, một đoạn nhạc karaoke để cho các bạn nghe nhá. Và ở cái buổi sau thì mình sẽ hẹn các bạn mình làm một clip riêng về chiếc MS60 nhá. Hôm nay thì làm MS90 trước để tiết kiệm thời gian cho các bạn. Rồi, nào mời anh Tèo đây, xem hôm nay anh Tèo hát bài gì đây. Đấy, hôm nay vừa đấy mình mới chế cái kẹp điện thoại này, các bạn thấy thông minh không? Kẹp luôn lên trên cái kẹp micro luôn. Thế là mình đứng hát là mình đứng ở đây mình nhìn vào điện thoại luôn. Thế là hát là nó rất là tiện. Đây là bài này, bài Hai Quê của ca sĩ Quang Lê. Rồi mời ok, mời các bạn đón nghe nha. Oh.
ơn quên người mà tránh nhớ quê cơm vui đất nuôi người. Màu lung linh bên phá Tam Giang, nắng đỏ ngang cô lại buồn câu hò ngọt vui hay bên đành lòng bến tê quê người mưa nắng có con tình sâu nặng hay nhạt phai trong lòng. Bên đây chân trời rộng sức trẻ dài đôi chân, bên đây bao cánh đời cảm nhận lòng bao dung. Mưa nắng quê người vẫn sâu nặng niềm tin yêu trong cõi đời tựa sao mãi nơi chân trời. Đấy các bạn ạ, sau một hồi test nhạc karaoke thì phải nói là chiếc micro JBL M90S này chất âm của nó vô cùng tuyệt vời. Và cái khoảng cách mà nó thu âm ấy, nó cực kỳ nhạy. Cái này như vừa nãy mình có giới thiệu ở bên ngoài vỏ hộp ấy, đây là nó ghi là high output, high là cao, output dynamic microphone, tức là cái microphone này nó có cái đầu ra nó cực kỳ nhạy các bạn nhá. Nên là cái khoảng cách hát ấy, nếu mà mình mà xử lý cái phần feedback tốt thì cái khoảng cách hát này, người hát ví dụ miệng người ta ở đây này, và cái khoảng cách có thể 30 cm, 30-40 cm vẫn hát được tốt các bạn nhá. Đấy, bắt âm cực kỳ nhạy, nhưng mà cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Nó mà bắt nó cực kỳ nhạy thì nó lại dễ xảy ra rú mic. Nên là đối với các cái dàn âm thanh, những cái dàn âm thanh mà chất lượng kém ấy, không xử lý tốt được cái phần rú mic thì là độ nhạy cao thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là nó sẽ rú nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà xử lý tốt được cái phần feedback, tức là cái phần chống rú cho nó thì hát cực kỳ phê luôn. Mình có thể cầm mic cách xa như này vẫn hát được. Và ở clip sau thì mình sẽ review riêng cái chiếc M90S JBL này để cho các bạn xem. Nói chung là hát nhạy cực kỳ luôn. Đấy. Và hàng về thì rất là nhiều các bạn nhá. Cái này thì bảo hành hãng nó bảo hành cho mình 1 năm, nên là các bạn về dùng an tâm đi. Nếu mà có vấn đề gì thì cứ hãy liên hệ lại với mình thì là mình sẽ bảo hành cho các bạn. Đấy, tay này. Tay rất là đẹp. Và ở cái clip sau thì mình sẽ hát cầm tay luôn, và mình sẽ không cho micro lên trên giá nữa để các bạn về có thể hát gia đình và có thể hình dung ra nhá. Và cái này là do là hãng người ta bán về là nó không có dây, nó là dây rời các bạn nhé. Micro có dây nhưng mà lại không có dây theo hộp, tức là người ta không bán dây kèm. Nên là mình thì hôm qua thì mình cũng có liên hệ với một bên nhà cung cấp dây micro, thì mình có mua được cái dây này hơn 100.000 các bạn nhé. Cái dây này hơn 100.000 thì các bạn mà ví dụ như là có dây sẵn rồi, không mua dây nữa thì chỉ cần mua cái chiếc micro như này thôi. Đấy, M60S, M90S đây. Đấy, một cái hộp như này rất là nhỏ và gọn, ship hàng đi xa. Cái này thì mình có thể gửi chuyển phát nhanh cho các bạn được nhá, tại vì trọng lượng nó rất là nhẹ và shop thì đảm bảo vô đối luôn.
Đây, súp của nó dày vô đối, rất là đảm bảo ship hàng đi xa, cực kỳ an tâm. Rồi, ok, đấy các bạn mua mic có dây sẵn rồi thì mua mic thôi. Và nếu mà chưa có gì cả thì mua cả mic cả dây. Cái dây này là dây chống nhiễu các bạn nhá, hơn 100 ngàn một sợi dây này, 5m, hai đầu rắc. Về sẵn cắm vào micro này là sẵn hát. Rồi ok, ship hàng toàn quốc, bao ship luôn các bạn nhá. Giá mình đưa ra là đã là bao ship luôn, bảo hành 1 năm. Rồi ok. Và các bạn mà có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với mình nha. Mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn và mình sẽ chuyển hàng đến tận nơi các bạn cho các bạn. Sau khi các bạn nhận hàng mình sẽ thanh toán cho nhân viên giao hàng. Đấy, một chiếc micro rất là đẹp, rất là sang. JBL. Logo JBL, phải nói nó làm logo này trông đẹp đấy. Nhìn vàng rất là đẹp, rất là đơn giản. Nhìn một cái chiếc mic này các bạn này, cầm rất là thon, tay mic cầm cực kỳ thon luôn, thon gọn. Đặc biệt là đấy, chống lên cái bộ chân mic này thì nhìn hát rất là chuyên nghiệp luôn, khá là chuyên nghiệp. Bắt thì xa gần như là cái độ bắt xa gần như vô đối các bạn. Tức là cái tiếng mà mình nói chuyện á, đây là mình đã tắt micro đi rồi, chứ mình đang nói, đang làm clip, đang nói chuyện với các bạn như này nhá. Nếu mà bật micro lên là nó sẽ có tiếng mình đang nói ra loa luôn. Đấy, mà mình ngồi đây cách cái micro nó phải tầm hơn 1m. Đây, nhìn này mình, mà nó bắt được ra loa này mình nghe rõ luôn. Nói là cái độ bắt xa của nó khá là kinh khủng, cực kỳ nhạy, đấy, độ nhạy cao, dành cho các bạn mà yêu thích những cái dòng micro chuyên nghiệp. Và với một cái mức giá nó rất là phải chăng, một cái số tiền đầu tư không lớn, các bạn đã có thể sở hữu được một bộ micro rất là đẹp, đẳng cấp, hàng chính hãng luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip mới. À quên, các bạn nhớ ấn đăng ký kênh nhé, để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của mình. Sẽ có những cái sản phẩm mới mình sẽ cập nhật thường xuyên lên kênh. Rồi, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.